Thưa quý vị khán giả, kết quả kinh doanh trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 thường là giai đoạn chậm chạp đối với Apple khi lượng khách hàng trung thành của hãng đang chờ đợi phiên bản iPhone tiếp theo. Mặc dù vậy, doanh thu của Apple trong quý vừa qua đã tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên mốc 85,78 tỷ đô vượt dự đoán của các nhà phân tích. Đây là một sự đảo ngược đáng hoan nghênh sau 5 quý liên tiếp doanh thu bị giảm. Apple báo cáo lợi nhuận đạt 21,45 tỷ đô la Mỹ, tương đương 1,40 đô la Mỹ trên một cổ phiếu, tăng 8% so với cùng kỳ năm ngoái và cũng vượt dự báo. Tuy nhiên, doanh thu bán iPhone, sản phẩm chủ lực của Apple, vẫn giảm 1% so với năm ngoái, xuống còn 39,3 tỷ đô la Mỹ sau khi giảm mạnh 10% so với cùng kỳ năm ngoái trong quý 1 năm 2024. Dự kiến doanh số bán iPhone sẽ gia tăng khi Apple có kế hoạch tung ra nhiều tính năng ứng dụng AI sẽ giúp trợ lý ảo Siri thông minh hơn và cũng thực hiện nhiều tác vụ hữu ích và thú vị như hỗ trợ soạn thảo văn bản và tạo biểu tượng cảm xúc độc đáo theo yêu cầu. Mẫu iPhone 16 tiếp theo dự kiến sẽ gắn chip AI. Đây là yếu tố mà các nhà phân tích tin rằng sẽ giúp thúc đẩy những người tiêu dùng chi tiền để nâng cấp. Kỳ vọng này là lý do chính khiến giá cổ phiếu của Apple tăng 13% kể từ đầu tháng 6, qua đó thúc đẩy giá trị tài sản của các cổ đông tăng khoảng 400 tỷ đô la Mỹ.